của ai. Nha. Hai cái màu đó đó. Để các bạn thấy không, con này đây mình đưa nó vào. Khi mình giữ nó rồi nó mới bằng coi nè. Mình đưa xem nó xếp hàng vào cái thứ tự. Mình lên ngược cái móng tay lên mình coi. Mình coi cái bốn cái em này nó có đi chung một hướng hay không, chứ không phải là em hướng đông, anh hướng tây nha. Rồi. Chứ không phải là đường ai người đó đi, cái này là mình đi chung hướng, mình đã nắm tay rồi, mình đi chung hướng nha. Không bắt tay được không? Ok các bạn. Bạn thấy không? Nhưng bạn thấy ở dưới này nó hơi, các bạn thấy nhìn ngang coi dưới này nó hơi mở, dưới này nó hơi khó. Ngày xưa mà nó lại mình nắm lên. Nhưng ngay mình đang có cái hở đó là cái gáp đó. Mà cái gáp đó mà nó hở như vậy thì mình đắp lại, các bạn nhìn lại nó khác lên là thấy chưa? Tại vì cái móng của người khác nhìn nó hơi cong. Thì mình chạy nó, mình cứ làm theo cái độ cong của nó thôi. Nhưng mà nhớ như vậy, ôm lại. Không, em thấy rồi, em cảm ơn. Hello Hoàng Kim em, thấy chưa?